90% thất bại của doanh nghiệp là vì thương hiệu quá nghèo nàn. Đầu tư ngay một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp, xây dựng một lần, tự hào mãi mãi. Đầu tư vào thương hiệu là không bao giờ lỗ. Đối tác sẽ quý trọng bạn, nhân viên sẽ tự hào khi làm cho bạn. Đối thủ sẽ phải ganh tị và mãi xem bạn là mục tiêu phấn đấu. Chỉ chúng tôi mới hiểu bạn cần gì. Gọi ngay cho Mebo, chúng tôi là biện phóng hoàn hảo cho thương hiệu của bạn. Như học được cách buông bỏ, Microsoft đã đánh bại cả Apple, Google và Amazon như thế nào? Ngày 21 tháng 3, chứng kiến một thất bại của Microsoft giữa phiên giao dịch, gã khổng lồ phần mềm bị Apple vượt mặt về giá trị vốn hóa và để mất vị trí số 1 về tay Apple. Nhưng chỉ sau vài giờ, Microsoft lại vươn lên và kết thúc phiên giao dịch với trị giá thị trường 922 tỷ đô, cao hơn 3 tỷ đô so với Apple. Tươi sáng chưa từng thấy. Kể từ ngày tiếp quản, Satya Nadella đã giúp giá trị thị trường của Microsoft tăng 3 lần. Năm 2014, trước khi Satya Nadella lên thay thế Steve Ballmer ở vị trí CEO, trị giá vốn hóa của Microsoft thậm chí còn chưa đạt nổi 300 tỷ đô. Chỉ 5 năm sau, con số đó đã tăng lên gấp 3 lần, cho phép Microsoft chuyển mình từ một kẻ bại trận thê thảm có thể trở lại đẳng cấp dẫn đầu. Rõ ràng, ánh nhìn của phố Wall và cả thế giới công nghệ đối với Microsoft đã thay đổi. Điều đáng ngạc nhiên là, trong hành trình vươn trở lại vị trí số 1, Microsoft gần như chỉ có thất bại. Hãy cùng nhìn lại một vài thất bại rõ rệt nhất của Microsoft theo thứ tự từ gần đây nhất đến 2014. Từ bỏ Engine tự phát triển và chuyển sang dùng Chromium là động thái phất cờ trắng đáng chú ý của Microsoft. Tháng 3 2019, Halo The MasterChef Collection được tuyên bố sẽ có mặt trên Steam. Microsoft coi như đã dương lá cờ trắng cho Microsoft Store. Tháng 12 2018, trình duyệt Edge được tuyên bố sẽ chuyển sang dùng mã nguồn Chromium, bộ Engine tự phát triển của Microsoft bị cho về vườn. Tháng 10 2017, Microsoft đã phát hành bản cập nhật cuối cùng của Windows 10 Mobile. Tại sự kiện Build 2017 diễn ra trước đó vài tháng, iPhone xuất hiện còn nhiều hơn Windows Phone. Tháng 5 2015, CEO Satya Nadella xuất hiện trong một sự kiện báo chí với sân khấu ghi dòng chữ Microsoft Love Lineup. Kể từ đó, các công nghệ liên quan đến hệ điều hành từng bị Steve Ballmer gọi là ung nhọt đã bắt đầu xuất hiện trên Windows nhiều hơn. Microsoft Store thậm chí còn phân phối bộ cài của Linux Ubuntu. Tháng 10 2014, phiên bản Office tối ưu cảm ứng đầu tiên ra mắt trên iPad. Các tin đồn cho rằng Surface Mini và Windows RT đã bị ngừng phát triển. Các tin đồn này sau đó còn được chứng minh là chính xác. Microsoft đã phất cờ trắng trong cuộc đua tablet sử dụng chip ARM. Tín đồ Lumia hẳn vẫn chưa quên thất bại của Microsoft trên lĩnh vực tablet và smartphone không chạy theo ngắn hạn. Một tín đồ xưa cũ sẽ không thể hiểu được vì sao Microsoft lại có ngày hôm nay huy hoàng đến vậy. Tất cả những gì gắn bó với Microsoft cũ đã bị dương cờ trắng đầu hàng. Hệ điều hành, trình duyệt, di động, mối thù với Apple. Ngay đến cả sản phẩm nổi danh nhất của Microsoft là Windows cũng từng có lúc được miễn phí. Trong suốt một năm đầu, người dùng Windows 7 và 8 có thể cập nhật lên Windows 10 mà không mất một đồng bản quyền nào. Nhưng Satya Nadella đủ khôn ngoan để nhìn qua những thứ vặt vặt ấy. Khi cuộc cách mạng di động đã vào guồng, thế giới đã trở thành vạn vật kết nối qua đám mây. Vạn vật kết nối cùng hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang ráo riết thực hiện chuyển đổi số có thể mang lại những nguồn doanh thu khổng lồ cho đám mây, cho các dịch vụ thông minh. Microsoft của Satya Nadella dám từ bỏ tất cả để trở về với cội nguồn, công ty nền tảng. Phải nhìn vào nguồn thu khổng lồ ấy bạn mới hiểu tại sao Microsoft của Satya Nadella là một Microsoft sẵn sàng thua cuộc khi cần, đâm đầu vào cạnh tranh di động để làm gì khi các dịch vụ, ứng dụng của Microsoft vẫn có thể phổ biến dễ dàng trên iOS và Android. Cố đấm ăn xôi cùng Edge để làm gì khi Chromium của Microsoft sẽ thu hút được nhiều nhà phát triển hơn, sẽ là cầu nối hiệu quả tới Office 365 hoặc SharePoint. Độc quyền Halo Collection để làm gì khi Microsoft đang hướng đến khả năng thống nhất một hệ sinh thái bao gồm cả Xbox và Windows. Suốt 5 năm vừa qua, các mảng đám mây và doanh nghiệp của Microsoft đã liên tục tăng trưởng để đem đến hàng chục tỷ đô mỗi quý. Những thất bại tưởng chừng to lớn bởi thế cũng chỉ là vô nghĩa. Cho dù có thành công, chúng cũng chỉ là vật tô điểm cho thành công khổng lồ của Microsoft trên đám mây, lĩnh vực quan trọng nhất thời đại mà thôi. Theo CL từ cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.